của thị trường. Mấy năm gần đây, diện tích ao hồ nuôi cá trên địa bàn huyện Vị Xuyên tăng lên đáng kể. Nhiều hộ đã chú trọng đầu tư nuôi cá theo hướng hàng hóa để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hiện nay, toàn huyện có trên 520 hectare ao hồ nuôi cá, mỗi năm thu hoạch ước đạt trên 1.000 tấn. Với giá bình quân 80.000 đồng 1 kg, nghề nuôi cá đã mang lại thu nhập gần 100 tỷ đồng cho người nông dân của huyện. Chính vì vậy, diện tích ao hồ nuôi cá không ngừng được tăng lên theo từng năm. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển ruộng trồng lúa sang chăn nuôi cá ở những nơi có điều kiện thuận lợi. Vì là sản phẩm của địa phương, thức ăn chủ yếu từ thiên nhiên như các loại lá cây, cỏ và ngô, sắn nên sản phẩm làm ra được nhiều khách hàng ưa chuộng. Theo đánh giá, việc chăn nuôi khá nhàn, song đòi hỏi người chăn nuôi phải biết lựa chọn con giống, cách chăm sóc theo độ tuổi, khẩu phần ăn theo từng thời điểm và phòng chống dịch bệnh. Đánh giá cũng cho thấy giá trị từ chăn nuôi thủy sản trên địa bàn huyện Vị Xuyên chưa thực sự lớn vì các hộ chăn nuôi cá chủ yếu theo phương thức nhỏ lẻ bằng các loại cá quen thuộc như cá chép, chấm, trôi và cá bống nên sản lượng và giá bán còn thấp.